các bạn, không chỉ riêng Việt Nam mà các nước châu Âu cũng đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm Omicron. Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Philippines và Ấn Độ đều đã ghi nhận những kỷ lục buồn về số ca mắc mới hàng ngày. Các kỷ lục buồn liên tiếp được xác lập ở Australia và Philippines, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong 7 tháng, vào ngày 8 tháng 1 vừa qua. Australia lần đầu tiên ghi nhận dấu mốc buồn trong ngày 8 tháng 8 với 116.025 ca mắc mới, vượt qua con số hơn 78.000 ca một ngày trước đó. Trong bối cảnh các bang đang nỗ lực áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn cảnh bệnh viện quá tải, Philippines cũng ghi nhận 26.458 ca mắc mới trong ngày 8 tháng 1. Chỉ hai tuần sau khi báo cáo chưa đến 200 ca một ngày, các biện pháp hạn chế đã được áp đặt ở thủ đô Manila cũng như hàng chục tỉnh thành khác để đối phó với làn sóng gia tăng số ca mắc mới COVID-19. Trong khi đó, Ấn Độ báo cáo 141.986 ca mắc mới trong ngày 8 tháng 1, mức cao nhất kể từ tháng 5 khi Omicron vượt qua Delta trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh tại các vùng đô thị của quốc gia Nam Á này. Nhật Bản cũng ghi nhận 8.480 ca mắc mới trong cùng ngày tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động. Riêng thủ đô Tokyo báo cáo 1.224 ca mắc mới, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca kể từ tháng 9 và gấp 15,5 lần so với mức 79 ca được ghi nhận cách đây một tuần. Nước láng giềng Hàn Quốc ghi nhận 3.510 ca mắc mới trong ngày 7 tháng 1, giảm khoảng 200 ca so với một ngày trước đó. Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được tái áp đặt vào hồi tháng trước, bất chấp chính sách sống chung với COVID-19, sau khi Hàn Quốc ghi nhận con số kỷ lục 7.800 ca mắc mới vào tháng 11 năm ngoái. Tại Trung Quốc, nơi Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 2 tới đã ghi nhận 159 ca mắc mới vào ngày 7 tháng 1, con số này đã giảm so với 174 ca mắc được ghi nhận một ngày trước đó. hầu hết trong số 95 ca nhiễm tập trung tại các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây.